Hello, xin chào anh em. Hiện giờ ngoài trời đang mưa khá to nên là âm thanh hơi ồn nhé. Anh em thông cảm. Và Tùng tiếp tục làm hướng dẫn cho anh em một clip hướng dẫn về cách đệm hát ca khúc bài Ai khóc nỗi đau này. Đây là một ca khúc mà anh em yêu cầu khá lâu. Và ca khúc này được nhạc sĩ Đức Trí viết trên giọng Đô Thứ. Và Tùng có kẹp cabo sẵn ở thế ngăn ba để chúng ta đánh trên la thứ cho dễ. Tùng sẽ dịch giọng xuống đánh thế la thứ nhưng mà hát trên giọng Đô Thứ để chúng ta chơi dễ hơn, vì chúng ta chơi trên Đô Thứ như vậy sẽ bị mỏi tay và dùng những cái pha thăng thứ si giáng ma giờ rồi những cái thế bấm này nó sẽ khó hơn so với anh em khi mới tập chơi đệm hát. Nên chính vì vậy Tùng gợi ý cho anh em hát bài này trên giọng Đô Thứ nhưng mà chúng ta đánh la thứ. Và bây giờ Tùng hát qua một lần để anh em hình dung ra cách đánh ở hợp âm của bài này và cách chơi của bài này. Sau đó Tùng sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em hát bài này một cách hiệu quả, nhanh. Khoảng anh em tập khoảng tầm 10 đến 15 phút để anh em có thể chơi được bài này rồi. Rồi. Hãy cho anh xin một lời thoát để anh được thôi nhớ em. Hãy cho anh thêm một cảm xúc để tim anh thôi thôi thành trái đá. Và rồi để anh lại yêu lại sai với cơn yêu ngày xưa rất chắc đã nhạt phai. Héo hon anh từng đêm bạn với đơn, bạn với nỗi buồn. Hãy cho anh xin lại nụ hôn để anh được hong bờ môi đã khô. Hãy cho anh thêm một câu nói dù là lừa dối nhưng thà em nói còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia đã mang anh từ lâu về nơi ngục sâu, đã giam anh cùng với niềm nhớ thương em dù chờ đợi mãi. Yêu là được yêu, là được ghen, là được nhớ, chẳng biết nhớ gì mà cứ nhớ, rồi cứ khóc rồi lại thôi, chẳng biết không ai vì ai đã chẳng còn nữa mà cứ ngỡ ai vẫn đâu đây. Yêu tìm lối thoát, tìm bàn tay, tìm bờ vai, tay đã buông tay mà vẫn nhớ, rồi cứ ngỡ chỉ là mơ, yêu đã tan rồi mà lối thoát tìm không thấy giờ ngồi đây. Ai khóc nỗi đau này, đó, vừa rồi là Tùng có hát qua cái đoạn của bài hát này. Thì để anh em hình dung được ra cái cách chơi bài này thì lúc đó Tùng sẽ bỏ cabo ra và hướng dẫn cho anh em trên tông la thứ. Sau đó anh em hát tốt ở giọng, tập tốt trên giọng la thứ rồi thì anh em kẹp cabo xuống ngăn ba và anh em đánh cho Tùng ở thế la thứ. Đó, bây giờ Tùng sẽ bỏ cabo ra và hướng dẫn cho anh em chơi trên la thứ cho anh em dễ hình dung ở hợp âm cũng như là về cái giai điệu. Thì đầu tiên Tùng sẽ hướng dẫn cho anh em cách về tập tiết tấu của bài này. Thì lúc đó anh em sẽ rải ở cái cách thông thường, đó là ở nhịp 4-4. Bát 3-2-3-1, 3-2-3, bát 3-2-3-1. Cũng như là hợp âm thông thường thì anh em đánh bát 3-2-3-1, 3-2-3 bát. Thì cái này là những cái điệu mà nó rất là phổ thông, rất là thông dụng. Anh em nào chơi nhạc cũng có thể đệm được rồi ở trên nhịp 4-4. Ở clip này Tùng hướng dẫn gợi ý thêm anh em một chút xíu nữa. Khi anh em hiểu được cái kiến thức của bát 3-2-3-1, 3-2-3 bát, 3-2-3-1, 3-2-3 bát rồi. Ví dụ anh em vô anh em hát ví dụ, hãy cho anh xin một lối thoát để anh được thôi nhớ em. Đó, như vậy là khi Tùng đang hát trên giọng la, có nghĩa là giọng thứ, ở giọng nữ người ta hát trên la thứ,
Thì những bạn nào mà đệm hát ca khúc bài này ở trên giọng la thứ thì chúng ta không phải kẹp cabo nữa. Đó, đó là cách mà Tùng muốn đưa thêm thông tin cho anh em, để anh em có thể tham khảo để đệm hát. Còn nữ nam thì chúng ta kẹp xuống ăn ba chúng ta hát. Rồi, như vậy thì ngoài cách đệm thông thường như vậy thì cách đệm của Tùng nó sẽ khác hơn một chút xíu. Đó là Tùng sẽ đánh vào cái nốt giai điệu của bài đó. Ví dụ ở câu đầu nó có câu này: hãy cho anh xin một lối thoát. Thì Tùng sẽ đánh vào hãy cho anh xin một lối thoát. Miễn làm sao những cái nốt này, dụ nốt thoát thì Tùng móc vào cái dây này nó hay hơn dây này thì Tùng không móc vào dây 1. Nên là chính vì điều đó nó không căn cứ vào bát 3-2-3-1, 3-2-3-bát, mà những cái nốt nào giai điệu hay thì Tùng sẽ lựa vào rải. Ví dụ hãy cho anh xin một lối thoát thì nó nằm ở dây 2-3 thì Tùng sẽ đưa vào 2-3 để Tùng đánh. Anh em hiểu ý Tùng nói không? Và lúc đó anh em sẽ lấy nốt giai điệu làm nhịp luôn. Và Tùng căn vào cái nhịp này Tùng sẽ đánh vào hãy cho anh xin một lối thoát. Thì nó lại giữ được cho Tùng cả cái câu đó và cái nhịp luôn. Nó quyện vào lời bài hát đó. Đây là cách đệm hát thông thoáng và đệm theo giai điệu rất là hay. Hãy cho anh xin một lối thoát đó, để anh được thôi, được thôi. Đó, thì lúc đó Tùng dùng cái gì nhỉ? Được thôi nhớ đó, em. Nó đánh vào được thôi nhớ em. Đó, nó đi vào dần vào từng cái câu, từng cái chữ đó. Chính vì điều đó Tùng có chuỗi bắc sinh co. Tùng tạo ra ở cái kỹ thuật này, đó là cách đệm hát nâng cao cho anh em luôn, để anh em đưa vào ứng dụng, anh em đệm hát rất là hay. Đây là cái kỹ thuật mà cách đây hơn một tuần Tùng có chia sẻ cho anh em trên kênh. Đó là kỹ thuật bát đi tới của la thứ, gồm có là, si, đô và xuống đô thang đim, sau đó hút về rê. Như vậy thì từ hợp âm la thứ về rê thứ chúng ta sẽ có chuỗi bát sinh co là nốt bát là, nốt bát si, nốt bát đô, và sau đó chúng ta xuống đô thang đim, chúng ta kéo về rê để đưa vô ứng dụng đệm hát. Khi kỹ thuật ở cái clip trước anh em đã tập thì anh em vào cái clip này anh em thấy cái giá trị sử dụng của khi đệm hát nó sẽ hay hơn và nâng cao hơn. Chính vì điều đó khi anh em đụng bài thường thường hay gặp, nên là bài này cũng gặp, nên là Tùng đưa vào sử dụng ở kỹ năng đó. Anh em nghe qua anh em sẽ biết như vậy. Bây giờ Tùng sẽ hát ở phiên khúc 1 cho anh em hình dung và biết được hợp âm. Ở câu đầu người ta có câu là hãy cho anh xin một lối thoát, để anh được thôi nhớ em. Hãy cho anh xin một cảm xúc, để tim anh thôi thôi thành chai đá. Đó là bốn câu đầu. Bốn câu đầu sẽ tương ứng với các hợp âm như sau: la thứ, sau đó xuống si đô. Hãy cho anh xin một lối thoát, để anh được thôi. Đó, anh em hình dung đó, được thôi. Lúc đó Tùng có câu dần là si đô rê, nó tương ứng với được thôi. Sau được thôi Tùng nhấn mạnh thêm một cái nữa. Đó, câu từ này nó có động từ là nó có dấu chấm than, được thôi, nên là Tùng đánh nhấn mạnh nó xuống. Đây là chính trong cái kỹ năng đệm hát, chúng ta nhấn những cái ca từ nó xuống. Sau đó nhớ em. Như vậy thì nó có là si đô rê. Đó, nó có chuỗi hợp âm như vậy anh em nhé. Và anh em đánh như sau. Và anh em móc cho Tùng ở cái kỹ thuật mà Tùng nói đó. Đó là cái cách bỏ đi cái cách truyền thống, và chúng ta đánh là hãy cho anh xin một lối thoát. Đó, Tùng đánh vào những cái hãy cho anh xin một lối thoát, để anh được thôi nhớ em. Rồi, khi ra em như vậy rồi thì anh em sẽ đánh cho Tùng cái câu là đây là Tùng đưa vào gợi ý thêm cho anh em đệm hát cho nó hay, có câu lót. Có câu lót tạo tên một hợp âm. Thì lúc đó anh em sẽ đánh bát rê. Sau đó anh em rải ra dây số 3, số 2 sẽ có nốt nốt la và nốt rê đấy. Sau đó anh em đánh vào, dùng ngón út đánh vào cho Tùng ở cái bậc 4 của nó, của rê đấy, chính là có nốt son đấy. Thì lúc này người ta được cái rê sút 4. Sau đó anh em về 3. 4 đây, về 3 thì có nốt pha, chính là bậc 3 của nó. Sau đó anh em buông ra, anh em có bậc 2, đó là chính là nốt mi. Ở đây ta có rê sút 2 là mi, rê sút 4 là có nốt son, và rê thứ là có nốt pha. Và chúng ta có cái câu là, và cái câu này Tùng cũng có hay chia sẻ cho anh em cách đánh mở rộng hợp âm ở cái cách đánh này rất là nhiều.
Thì anh em hình dung đây, anh em nhìn là anh em thấy cách đánh này đó. Thì ở đây Tùng gợi ý thêm để anh em đưa vào cho hay. Rồi sau đó tiếp tục anh em hát cho Tùng là câu kế tiếp là ở đầu nhịp. Câu kế tiếp sau khi anh em đánh xong câu này này, đó, tăng 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 ta đang tăng, hãy cho anh thêm một cảm xúc, là cái câu kế tiếp. Thì anh em đánh vào cái mi đim dáng năm cho Tùng như vậy. Hãy cho anh thêm một cảm xúc. Thì đây là những hợp âm mà Tùng có chia sẻ trên mạng rồi, trên kênh rồi. Anh em Tùng không có hướng dẫn lại nữa, nó mất thời gian anh em. Để tìm anh thôi đó, câu để tìm anh thôi, ngay chữ thôi anh em về cái ô nhịp cho Tùng là vào hợp âm mi 7. Thôi thôi thanh trai đá đó, và anh em trở về la thứ. Rồi như vậy là anh em đã được xong ở 4 câu đầu. Câu kế tiếp người ta hát là và rồi để anh lại yêu lại sai với cơn yêu ngày xưa giờ chắc đã nhạt phai đó. Thì cái câu này rất là hay. Bắt đầu từ la thứ, bắt đầu Tùng dùng cái chuỗi bắc sinh co mà ở cái kỹ thuật bát đi tới đó là la si do do re đó. Đó, và Tùng cũng dùng đưa vào ứng dụng luôn. Và rồi để anh lại yêu lại sai với cơn yêu ngày xưa đó. Và rồi để anh lại yêu lại sai với cơn yêu ngày xưa giờ chắc đã nhạt phai. Đó, lúc đó Tùng dùng một loạt hợp âm mở rộng, đó là hợp âm ở quãng là bát đô, bát xì, bát đô và xuống đô thang đêm, và sau đó đưa sang hợp âm son thứ hòa âm. Trong hợp âm la thứ không có son thứ và Tùng đưa cái son thứ này vô thì người ta gọi là kỹ năng hòa âm nhé. Hòa âm của bậc 7 đó. Cái này là son trưởng mới đúng của nó. Trong la thứ sẽ có son trưởng nhưng mà lúc này mình đánh sang như vậy thì mình gọi là son thứ hòa âm. Vì chính cái bậc này nó có lực hút về cái hợp âm rê thứ bậc 4 này. Và rồi để anh lại yêu lại sai đó, với cơn yêu ngày xưa giờ chắc đã nhạt phai đó. Thì lúc đó anh em sẽ đánh hợp âm cho Tùng như sau. Và rồi để anh lại yêu đó, thì lúc đó anh em sẽ dùng là si đô lại yêu, đánh xuống đô thang đêm lại sai qua son thứ. Với cơn yêu ngày xưa, ngày chi xưa anh em trở về rê thứ chắc đã nhạt phai, anh em trở về hợp âm si dáng ma dơ bảy. Thì cái những hợp âm này Tùng đã chia sẻ trên cộng đồng mạng rất là nhiều rồi, Tùng không nhắc lại nữa đó. Hè hô hòn anh từng đêm, trở về la thứ. Bạn với cô đơn, thì nó ăn với cái hợp âm si 7 giang 5. Bạn với nỗi buồn đó, buồn thì lúc đó anh em rải cái mi xuống 4 cho Tùng như vậy đó, buồn. Sau đó anh em kéo về mi 7. Rồi mi sút 4 bấm như thế nào? Mi sút 4 tức là anh em bấm mi thứ bình thường như vậy. Anh em đánh thêm bậc 4 của nó vô thôi, đó là đánh thêm nốt la. La chính là bậc 4 của mi. Chúng ta có mi sút 4 và chúng ta kéo về mi 7 và chúng ta có câu này. Anh em thấy không? Đó, đó là cái kỹ năng để chúng ta đưa vào đệm hát ở 4 câu đầu. Rồi bây giờ Tùng ráp lại 4 câu đầu ở hợp âm cho anh em như sau. Ở phiên khúc: hãy cho anh xin một lối thoát, để anh được thôi nhớ em. Hãy cho anh thêm một câu hứa, dù là lời nói nhưng tha em nói. Và rồi để anh lại yêu lại sai với cơn yêu ngày xưa giờ chắc đã nhạt phai. Hè hô hòn anh từng đêm, bạn với cô đơn, bạn với nỗi buồn. À, thấy Tùng có câu cái mi sút 4 về mi 7 hay không? Thì đây chính là mi sút 4 anh em nhé. Rồi anh em bấm mi bình thường rồi anh em đánh vào nốt, nốt gì? Nốt la này. Và anh em bật bát mi, anh đánh rải bát 3 2 1, sau đó anh em đi vào 2 3 1, sau đó đi 1 2 3 đến dây số 3 rồi thì anh em lấy cái nốt nốt mi này này, nốt la này này, anh em lùi về có nốt son thăng và anh em trở về đây. Anh em có câu là đó, anh em hình dung ra cái câu này không đó, rồi anh em ráp vào cho Tùng nha.
Rồi, ở phiên khúc sau nó cũng như vậy. Nó có câu là hãy cho anh xin lại nụ hôn là la thứ để anh được hong. Đó, thì anh em xuống cái đô, bắt đầu là si đô đó, để dùng cái chuỗi bát đảo bát sinh co đi xuống, để xuống rê đó, là si đô rê đó. Đó, thì anh em ráp vào cái kỹ thuật đó, anh em đệm cho Tùng cái câu này luôn như khúc ở đầu, ban đầu đấy. Hãy cho anh xin lại nụ hôn để anh được hong bờ môi, anh em thấy không, đã khô, anh em về được rê thứ đó. Rồi câu kế tiếp anh em lại đánh cho Tùng là hãy cho anh thêm một cảm xúc, anh em về si đim dáng năm để tìm anh thôi đó, thôi thành chai đá, để tìm anh thôi, anh em về mi bảy thôi thành chai đá, ngay chữ đá anh em về là thứ. Và anh em lại sử dụng tiếp cái chuỗi bắc sinh co ở cái nốt bát đi xuống còn nhẹ nhàng hơn sự yên lặng kia. Đó, anh em thấy không? Tức là lúc đó nó đi liên tục ở một cái chuỗi hòa thanh là la si đô đô thăng xong qua son thứ hòa âm. Thì lúc đó anh em đánh qua hợp âm la si đô đô thăng và son thứ để đánh cho cái câu là còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia. Đây là kỹ thuật đệm hát nâng cao và những cái hòa âm, những cái nốt bát chạy rất là hay và những cái giai điệu rất là đẹp để đưa đổi mới ca khúc đi. Thường thường người ta đệm bài này như sau: còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia đã mang anh từ lâu về nơi ngục sâu. Đó, người ta đệm vậy thôi. Thì đệm như thế này thì nó thực sự là nó cũng hay thôi, nó đúng, không có gì sai hết, nhưng mà nó không hay. Thì chính cái điều đó Tùng muốn anh em có một cái kỹ thuật đệm bài này hay hơn. Chính điều đó mà Tùng muốn làm cái clip này hướng dẫn cho anh em đệm bài này hay. Thì lúc đó anh em sẽ còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia đã mang anh từ lâu về nơi ngục sâu. Anh em trở về si dáng ma dơ bảy, hè hô hôn anh từng đêm là thứ bạn với cô đơn, về si dáng ma dơ bảy. Đó, si đêm, si đêm dáng năm đó, bạn với nỗi buồn. Thì lúc đó buồn là anh em đánh cái màu sút liền vô mi sút 4 buồn, anh em rải từ bát 4321 bạn với nỗi buồn. Đó, thì khi đi vô 1 2 3 đụng dây số 3 thì anh em đánh lùi cái nốt la này về nốt son, anh em được cái câu đó, bạn với nỗi buồn. À, anh em hiểu không? Rồi bây giờ Tùng ráp lại ở hai phiên khúc đó và Tùng ráp ở cái đoạn điệp khúc ở cái vô cái điệp khúc cho anh em nữa là xong bài thôi. Rồi bây giờ Tùng ráp lại hợp âm bình thường nha anh em, để anh em hình dung chậm lại một tí này, anh em hình dung ra cách đánh nha. Sau khi anh em đánh là bát 3 2 3 1 3 2 3 rồi đó, thì anh em có thể đánh lại bát 3 2 1 2 3 2, anh em bỏ đi một nốt, tức là gì, 1 2 3 4 5 6 7 thôi, anh em đánh như vậy. Đây là cái cách mà Tùng gợi ý cho anh em đánh khác đi, nó khác với cái tiết tấu là bát 3 2 3 1 3 2 3 bát, nó cứ đều đều như vậy. Thì lúc đó anh em đánh là tầm 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 tầm. Thì cái cách đánh của Tùng này là bát 3 2 1 2 3 2 bát 3 2 1, đó là cái cách đánh khác đi một chút xíu. Và ngoài ra nó còn nhiều cách đánh nữa. Thì cái cách đánh của Tùng thì nó không có đi theo một cái quy luật nào cả, tức là nốt nào hay thì Tùng đưa nó vào, và cái giai điệu nào đẹp thì Tùng dùng cái nốt bát đó để Tùng đưa nó vào. Ví dụ là hãy cho anh xin một lối thoát, đó thì Tùng đánh là hãy cho anh xin một lối thoát để anh được thôi, thì Tùng dùng được thôi nhớ em. Thì khi ra chữ em thì Tùng dùng cái câu là rê mi son fa mi rê mi 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 son fa, đó để Tùng lót cái câu này vào, ví dụ thế. Thì đây cũng là một cái câu lót để đưa vào ứng dụng đệm hát nâng cao cho nó hay. Và la thì chúng ta dùng cái câu gì nhỉ, la mi rê đô si la mi rê đô si la đó. Những cái câu này Tùng đã chia sẻ thông thường cho anh em rồi. Đây là la thứ, anh em buông ra có la sút 2 không, si chính là bậc 2 của nó, đánh xuống nốt rê là bậc 4 của nó, đánh về đây là bậc 3 của nó, bậc 2 của nó,
và bậc một của nó chúng ta có câu là 3 trong 1, tức là màu sút 2, màu sút 4 và màu la thứ. Đó. Đây là rê thì màu sút 4, sút 2 nó giống nhau như vậy. Đó, để anh em có câu. Đó, đó là cách mà Tùng muốn chia sẻ cho anh em. Chính cái câu này tí nữa Tùng quay lại để Tùng hướng dẫn cho anh em cách tạo intro bài này luôn. Rồi. Như vậy thì tiếp tục anh em sẽ ứng dụng cho Tùng ở cái phiên khúc một lần nữa, Tùng hướng dẫn lại cho anh em và anh em kết thúc cái phiên khúc này nha. Hãy cho anh xin một lối thoát để anh được thôi nhớ em. Anh em qua rê thứ rồi anh em bắt đầu là rải rê thứ ở một khuôn nhịp vậy. Tăng 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 tăng. Rồi anh em hát hãy cho anh thêm một cảm xúc là xuống cái gì nhỉ? C đi giang năm để tìm anh thôi thôi thành trái đá. Về mi 7 cho nó về la thứ. Sau đó anh em đánh cái chuỗi bát bắc sinh co để rồi đây anh đã, và rồi để anh lại yêu lại sai. Đó, cái chỗ này Tùng hướng dẫn chậm lại cho anh em một tí vì chỗ này rất là hay. Và rồi để anh là anh em đánh la si đô 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 thăng và son. Anh em qua son thứ đó và nó tương ứng với cái câu là lúc đó anh em không có cần tập trung vào những cái nốt là bát 3 2 3 1 3 bát gì hết mà anh em tập trung vào là và rồi để anh lại yêu lại sai. Rồi khi sai rồi anh em chỗ này bắt đầu là câu hát này nó ngưng nó nghỉ thì lúc đó anh em mới đánh là bát 3 2 1 2 3 2 để anh em chuyển về với cơn yêu ngày xưa giờ chắc đã nhạt phai. Về si dáng mà giờ 7 đó. Hè hô hôn anh từng đêm ăn với chữ la, bạn với cô đơn ăn với chữ si 7 dáng 5, bạn với nỗi buồn ăn với mi 7. Và anh em kéo la si sút 4, mi sút 4 để anh em kéo về mi 7 để anh em vào điệp khúc. Đó. Rồi Tùng ráp lại một lần nữa nha. Hãy cho anh xin một lối thoát để anh được thôi nhớ em. Hãy cho anh thêm một câu nói, dù là lừa dối nhưng tha em nói. Còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia, đã mang anh từ lâu về nơi ngục sâu, đã giam anh cùng với niềm nhớ thương em, dù chờ đợi mãi. Tăng 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 tăng. Đó anh em thấy câu mi số 4 hay không? Mi số 4 kéo về mi 7. Đó anh em nhớ cho Tùng cái câu này đó. Tăng 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 tăng. Rồi em làm hát 2 3. Rồi anh em vào cái điệp khúc. Thì vào điệp khúc rất là dễ. Điệp khúc thì anh em cứ đánh thẳng vào cái giai điệu đó. Giai điệu nó hát như vậy. Yêu là được ghen là được nhớ. Đó, thì anh em đánh thẳng vào cái câu hát đó luôn. Giống như ý của Tùng nói đó, tức là không đánh vào giai điệu nữa mà anh em thay đổi cách đánh đi. Thì anh em đánh vào là yêu và yêu là được ghen là được nhớ. Thì anh em cứ đánh thẳng vào cái lời hát đó. Và những cái lời hát đó nó tương ứng với cái cách móc ở dây như sau. 1 1 2 3. 1 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3 đó. Bát 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, tức là bát với cái 1 là đi một chỗ luôn, xin lỗi anh em, là đi vào này. Tâm đó, sau anh em 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1 đấy nhá. Bát với dây số 1 cùng một lúc, sau anh em đánh móc 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1 thì ăn với cái câu là được yêu là được ghen là được nhớ. Đó, thấy không? Anh em đi vào. Rồi cái hợp âm của nó thì sẽ đi ở cái kỹ thuật bát lùi, đó là la son fa mi. Đó. Cái điệp khúc của nó sẽ có hợp âm la son fa mi, mỗi cái một ô nhịp như sau. Yêu là được ghen là được nhớ, chẳng biết nhớ gì là xuống son đó. Rồi xuống ô son sẽ có ô nhịp. Ta đa ta đa ta ta, chẳng biết không ai vì ai đã, chẳng còn nữa mà cứ ngỡ ai vẫn đâu đây. Thì ai vẫn đâu đây thì anh em lại dùng cái gì nhỉ? Mi sút 4 như lúc nãy, anh em đánh cái câu là
để cho nó hay. Và anh em lại hát là: yêu tìm lối thoát, tìm bàn tay, tìm bờ vai, tay đã buông tay mà vẫn nhớ, rồi cứ ngỡ chỉ là mơ. Yêu đã tan rồi mà lối thoát tìm không thấy, giờ ngồi đây ai khóc nỗi đau này. Đó anh em, kết ở khúc này. Như vậy thì đó là cái kỹ thuật mà Tùng muốn đưa vô cho anh em đánh ở cái tiết tấu ở điệp khúc. Anh em sẽ đánh là bát với dây số 1 cùng lúc, sau đó anh em móc dây số 3, số 2, số 1. Đó, và anh em tập. Và anh em có thể là ứng dụng cái câu này, anh em đánh được cái khúc điệp khúc của nó như sau. Đó, ta ti ti ta ti ti ta. Anh em solo được cái đoạn đó luôn. Đó, đó là cách Tùng gợi ý, vì những cái nốt solo nó nằm trong gì nhỉ? Nốt 1 3 5 ta 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 ta. Rồi bây giờ Tùng ráp lại một lần nữa cho anh em hình thành và anh em đưa vào đệm hát. Đó. Khi anh em hát là: hãy cho anh xin lại nụ hôn, để anh được hong bờ môi đã khô. Hãy cho anh thêm một cảm xúc, dù là lừa dối nhưng tha em nói còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia. Đã mang anh từ lâu về nơi ngục sâu, đã giam anh cùng với niềm nhớ thương em, dù chờ đợi mãi. Yêu là được yêu, là được ghen, là được nhớ. Chẳng biết nhớ gì mà cứ nhớ, rồi cứ khóc rồi lại thôi. Chẳng biết không ai vì ai đã, chẳng còn nữa mà cứ ngỡ ai vẫn đâu đây. Yêu tìm lối thoát, tìm bàn tay, tìm bờ vai, tay đã buông tay mà vẫn nhớ, rồi cứ ngỡ chỉ là mơ. Yêu đã tan rồi mà lối thoát tìm không thấy, giờ ngồi đây ai khóc nỗi đau này. Anh em có thể là dùng quạt là 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 để tăng cao trào cũng được. Nói chung là khi đệm hát chúng ta có cái kỹ năng thì chúng ta có thể đệm nhiều cách dạng khác nhau. Thì đây là Tùng có hướng dẫn sơ qua cho anh em. Anh em tập khoảng 5-10 phút, anh em thuộc cái tiến trình hòa thanh, rồi anh em đưa giai điệu vào tập ở những cái hợp âm đó. Anh em đệm hát bài này một cách tốt nhé. Rồi chúc anh em học thành công ca khúc này. Nếu có gì không rõ lắm ở ca khúc này thì anh em có thể là điện trực tiếp cho Tùng. Tùng sẽ phác thảo thêm hoặc nói thêm một vài điểm nào đó anh em chưa hiểu, thì anh em sẽ đệm ca khúc này tốt. Rồi chúc anh em luyện tập và đệm hát tốt theo từng giai đoạn. Và Tùng sẽ cố gắng làm những cái clip hướng dẫn theo cầu anh em ở những cái ca khúc. Nếu anh em có yêu cầu đệm hát thì Tùng sẽ tiếp tục làm hướng dẫn nha anh em. Rồi chúc anh em học thành công nhé. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nhé.